Có gắn nó mới lột hay gì đó nè, Đâu, đâu anh? có da gắn nè, anh thấy thấy không nè, da gắn này thấy không nè, đây nè, đây Trời nè, trời trời. đây nè, da gắn Ôi. Nó độc lạ chỗ này là những cái ngôi mộ được xây bằng gạch đó thì nó bị bào mòn theo thời gian, cũng hạn chẳng hạn như ở clip trước hai anh em mình đi thì nó bào mòn bởi những cái viên gạch nó bị khuyết ra khuyết vô. Còn cái này đá này hơn 100 năm nhưng mà nó vẫn cấu trúc nó vẫn nguyên vẹn giống vậy. Thì anh có biết đá này là đá gì không anh Tí? Đá xanh. Đá xanh hả? Đá xanh ngày xưa. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì hiện nay Bùi Hồ đang có mặt tại xã Tân Phước, huyện Lai Dung của tỉnh Đồng Tháp. Và theo được sự hướng dẫn của người dân địa phương, và đây là anh Tiến. Anh Tiến mà ở trong cái clip trước đã có dắt Bùi Hồ đi lại cái ngôi mộ mà có hình hình ông quy á cô bác quý anh chị. Thì anh Tiến lại hướng dẫn Bùi Hồ cùng đi viếng thăm một cái ngôi mộ cổ rất là lâu anh Tiến. Dạ, trên 100 năm anh. Dạ, anh có thể nói sơ về ngôi mộ để cho cô bác quý anh chị biết không? Ngôi mộ này của ông bà ở đây nè. Dạ. Khoảng trên 100 năm rồi, anh đi ra đây em dẫn cho anh đi ra đây coi. Từ nhỏ là anh cũng ở đây sống đây từ nhỏ, anh cũng không nghe người ta nói nhiều về ngôi mộ này hả? Nghe nói mà không, cũng không có đi ra đây thường á. Dạ. Bây giờ người ta hỏi anh em anh chỉ cho anh ra đây. Dạ. Và cô bác quý anh chị lần khi mà vô đây thấy cái đu đủ độc lạ kìa trên kia kìa. Đó. Cây đu đủ hai đột. Rồi thôi bây giờ vấn đề mình dạ, đi ha. Dạ, ra đây em. Dạ. Lúc trước thì anh còn nhỏ anh có nghe thường nghe ông bà mình nói không về cái ngôi mộ này không anh Tí? Nghe nói hồi rồi đó em biết nghe mấy ông bác á. Dạ. Kể lại á, ngoài đây có gắn người ta đi lợp này kia, người ta dập á. Ồ. Người ta dập gắn luôn hả? Dạ. Gắn ở trong cái ngôi mộ luôn hả? Nó bò gần gần mấy cái ngôi mộ á. Ờ. Người ta gặp ta sợ á. Rồi người ta cũng không dám vô luôn. Dạ. Cỏ ôm tùm hết trơn. Tới thanh minh mới làm không à. Vậy thì cái người nhà cái chủ nhân của ngôi mộ đó là nhà gần đây luôn không anh? Gần đây luôn ha. Ồ. Dòm thấy không có ngôi mộ. Ở đây thì miền Tây á thì đa số là chỉ có công giáo thì mới có nghĩa địa nhiều thôi. Còn đạo Phật thì đa số là riêng cái tỉnh Đồng Tháp là đa số là chôn ở gần nhà hoặc là ở trong những cái khu ruộng. Đúng rồi. À dạ. Cái người ta ít trong khu nghĩa địa ha. Đúng rồi. Ngày xưa thì bình thường anh có dám ra đây một mình không? Không anh, từ lúc còn nhỏ không muốn đi thôi. Đất nhà đó mà còn sợ đó. Trời ơi. Anh nghe nói đó. Dạ. Cái huyện Lai Dung này là nổi tiếng với lại cái làm cam với cam quýt, quýt đường. Bây giờ là quýt hồng rồi đó. Đây là người ta đang trồng bí anh Tí. À ha. Bí à, bỏ gì à? Bỏ gì à? Phụ hết à. Người ta nó có gắn là đúng rồi, tại vì ở đây nó quá âm tầm. Đây ra đó có xa không anh Tí? À. Hai trăm mét đó. Người ta nó có gắn thì có những người ở trong xóm người ta gặp luôn thanh anh Tí, người ta gặp người ta sợ đó, rồi ta bỏ chạy. Trời ơi, cái này chịu chịu chắc em cũng không dám đi. Ý là tắt cái nhà ở đây mà ta đi là còn sợ mà. Ngôi mộ bằng đá không mà. Đá không mà. Đá à. Với mấy cái đá mà nó gắp lại đó, bằng mấy cái bọc đó, có mấy cái đá nó gắp lại. Hôm nay dắt đi theo em dắt giả cho anh Tiến rồi. Mình thấy dùng quýt đây. Anh Tiến là từ ngày xưa giờ có tin vào mấy cái câu chuyện tâm linh không? Tin chứ anh.
nghe nói phải sợ vậy. Dạ. Ở đây có cái khu vườn với người ta. Dạ. Đây là quýt, quýt này là quýt. Đây nè, đây nè. Đây là quýt hồng hả? Ở đây nào em. Quýt này quýt hồng hay gì anh hết? Quýt hồng. Hồng. Ồ. Nhìn cái trái này là thu hoạch được nè. Ừ. Ối rụng luôn rồi. Nó là chín đó. Nó chín nó rụng luôn rồi. Ngày xưa em còn nhỏ, ta nói ở trong những cái khu vườn á là thường có ma. Đi tới đây mà một mình chắc cũng không dám, không dám đi thì anh tích. Một mình dễ dám đi anh. Còn đó nữa hả? Chút ngoài đây. Ô, mấy cái quýt này nó chín ở trần nữa anh không? Chín rồi đó. Ừ. Ta không hái hả? Người ta hái mà ảnh nói là bán rẻ quá. Ta không bán luôn. À. Mình hái vài trái ăn người ta có lao không? Không, bình thường anh. Cái người dân ở quận Lê Dung này cá lên là từ cái việc mà làm vườn, đặc biệt là trồng quýt hồng. Với lại cái đặc sản thứ hai đó là nem. Nem chua La Dung. Nem La Dung. Rất ngọt. Tới ngon mộ nè. Tới rồi hả? Dạ. Giải sự chết rồi. Không quên đây luôn. Cô bác của anh chị à, lội một hồi thì cũng đã tới cái khu mộ á. Anh hát. Chắc có lẽ là mấy anh em sẽ thắp hương hoặc là xin phép cái quay tiếp với cô bác của anh chị. À, cô bác của anh chị thì sau một hồi lâu thì Bùi Hồ với lại anh Tiến là người dân địa phương ở đây cũng đã lội đến một cái nơi mà cho là cực kỳ cổ kính và linh thiêng. Đó là ngôi mộ của chắc ở đây là cụ ông với cụ bà. Và cũng giống như những cái ngôi mộ ở clip trước mà Bùi Hồ nói thì ngôi mộ này được xây theo một cái diện tích cũng tương đối lớn. Và khi mà trước khi mà mình vào cái ngôi mộ á là mình phải cúi đầu, thể hiện sự tôn kính đối với những người đã khuất cũng như là mục đích của những người mà xây. Đúng rồi. Và đây nè, cô bác anh chị thấy có con ốc sên đây. Những chắc có lẽ là người dân địa phương ở đây, những người chủ nhà hôm qua hay làm kia anh dọn dẹp cho dân tí. Này mới làm hôm qua anh. Dạ. Dọn ba cái cỏ ra. Dạ. Và chúng ta thấy còn thấy những cái vết cỏ nó còn dây leo nó còn bám ở đây nè. Dạ. Điều đặc biệt là cái mộng gấp gáp thôi. Đúng rồi. Được xây theo hình một cái cổng vào là được xây theo hình một cái mái dòm. Và chạm khắc ở đây là những cái hoa văn. Và ngôi mộ này là ngôi mộ đá nguyên khối. Có thể là mình nghĩ là nó đá nguyên khối tại vì ở đây được tạc hành tinh. À. Cái này là mấy cái mộng nó gắn lại nha anh. Gắn vô chứ không có phải hay anh nè. Như cục đá này nè, nó có mộng nè. À. Nè, thấy không? Nó có cái mộng bự à. Dạ. À, có cái mộng nè. Là mình gác vô vậy đó, nó vô có khớp. Vô khớp vậy đó. Nhưng mà này, trong này em gì nè. Em ví dụ đây là một cái tảng đá nguyên khối nè. Người ta đặt đục cái này ra. Đúng rồi. Thành một khối lớn và có một cái mộng giống như là những người thợ mộc á. Đó có mộng mới gáp lại. Gáp vô. Phải cái ngôi mộ này á thì chúng ta thấy được cái sự cổ kính ở đây toàn tất cả là chữ Hán nè. Chữ. Nhưng mà do bào mòn theo thời gian thì các chữ này nó lại mờ hết rồi. Mờ đi. Đó, thì anh Tiến lại chia sẻ thêm một cái câu chuyện rất là rùng rợn. Thường thấy gắn ở đây anh đi. Ở đây có gắn. Dạ. Yeah. Dạ, anh ta đi là gặp á, có gắn. Dạ. Yeah. Thôi chắc em mời anh vô trước ha. Yeah. Không phải cúi đầu nữa mà mấy anh em mình phải khom lưng, vừa cúi đầu vừa khom lưng. Đây. Tất cả các chi tiết này được đục khoét từ những cái tảng đá. Người ta xây xong thì người ta sẽ ốp lên, treo một khối hình chữ nhật. Đây nè.
miếng từng miếng. Ờ những cái miếng này người ta gáp vô nè. Này. Cái này là gời nè. Rồi. Từng miếng nè, rồi người ta gáp lại. Đó. Dạ. Ở đây thì chắc đây là mộ ông với mộ bà ha. Dạ. Ông tính. Ở ngoài sau thì có một cái bình phong gọi là giống như bình bình phong hậu trong cung đình ở Huế á, người ta thường xây mộ là có bình phong hậu như thế này. Và người ta sẽ chú thích lên. Ở đây là có những cái chữ Hán đây, nguyên hàng chữ nè. Dạ. Đây có hai chữ bự nè mà mình không biết chữ gì. Ở đây thì bên đây có hai chạm khắc bởi hai con rồng, hai rồng đang phun lửa rất là tinh vi. Trước giờ thì anh Tiến có thấy cái ngôi mộ nào nó có kiến trúc độc đáo giống như vậy chưa? Không, anh nói giờ đi nhiều chỗ mà chưa thấy. Dạ. Thì chúng ta được thấy được chạm khắc bởi hai cái chữ Hán. Chắc có lẽ để hiểu rõ thêm thì Quỳnh Hồ sẽ xem coi dịch ra coi chữ này là chữ gì. Chưa. Ủa sao nó dịch không được ta? Không dịch được luôn. Anh Hớn có biết chữ gì không? Không. Chắc cái nền bằng đá dịch được. Do là văn bản là bằng giấy thì dịch được. Giấy dịch được. Đúng rồi. Còn cái này được không? Không dịch được. Đây nè. Chúng ta cũng bước đi cẩn thận. Dạ. Cái nơi này cũng khá là gặm gạp nên thành thử là có dễ có. Đây có gắn nó mới lột hay gì anh ơi. Đâu, đâu anh? Có dài gắn nè anh thấy không? Nè, dài gắn nè thấy không? Nè đây nè, đây nè. Trời 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 nè, dài gắn nè. Ôi. Có dài gắn đó. Bên đây nữa nè anh, bên đây nữa nè anh. Đâu đâu bên đây nè anh, bên đây nè anh. Bước bước ra ngoài. Bên đây nè. Có dài gắn đó anh thấy không? Rồi. Chắc là ông chú ông ra đây ông nói mới nó mới lột khoảng chừng tuần lễ à. Đây là một cái cây lan can. Dạ. Của một cái khuôn viên của ngôi mộ. Thì mình, anh Hớn quay đây giùm em ạ. Gắn này là gắn gì đó? Vì đường kính của da gắn à. Mình biết ha, khỏi rằng to lắm, bị mớp lại. Do cái lột này cũng lâu quá. Nhìn cái dãy ở dưới rồi. Ông chú nó mới còn từng lễ à. Ờ. Okay. À, đây nữa nè, ông chú nó có mới từng lễ. Rồi. Nó dưới đây nè. Nè, ở đây nè, nhóc chân ở dưới đây mà mình không dám moi lên, bị bể ra, bị bể rồi đó. Chắc có lẽ là có lẽ là nằm ở đây lột nè. Đúng rồi. Vị trí chắc có thể có nằm cái hàng đấy. Là nằm có ở hàng. Ở trên cái khu vực này. Dạ. Rồi lột rồi sau đó mới đi xuống đây. Dạ. Có tượng đá này là vô mộng không nè. Nè, gì là vô mộng không đó. Đúng rồi. Bự bự gì mà không ráp vô mộng không. Mà không biết tại sao ông bà mình lại chọn cái địa thế ở đây hay là do đất nhà ở đây anh? Cái này đất nhà anh. Đất nhà ha. Dưới trong mấy cái đường kẻ đó đó. Thì hiện nay thì con cháu của cái chủ nhà này khá giả mình tí. Cũng làm ăn cũng khá giả anh. Anh có nghe nói là câu chuyện là trước đây thì ông bà là làm cái công việc gì không? Cái này em không biết, cỡ tuổi em mà em không biết rồi. Dạ. Thôi chúng ta bước vô đi. Đây là những cái đặc trưng của ngôi mộ là những cái cái trụ nấm sen. À, nấm sen thể hiện trong một cái tín ngưỡng của nhà Phật đó. Thành nữ là trước đây ngôi mộ thì mình cũng thấy thường những cái người mà Hán á, những cái người Trung Quốc á, thì cũng là biểu tượng là núm sen như thế này. Và này là đá nguyên nguyên cục nè, nguyên khối bự nè. Rồi họ đục ra hồi xưa á. Tính theo về vị trí địa lý á, thì tỉnh Đồng Tháp nằm ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Mà để có đá nguyên khối như thế này mà thằng ngày xưa cái việc mà vận chuyển đá, những cái công cụ như thế này mà đi vào cái khu vực xa xôi như thế này nè, thì họ vận chuyển cực kỳ khó khăn. Dùng trâu bò. Dạ. Ảnh nói dùng trâu bò để kéo. Ông bác ông nói là hồi xưa chắc là trâu với bò gì kéo ra. Ông bác ông nói vậy đó. Và những cái người thợ mà đục được những cái hình, những cái cấu tạo hoa văn như thế này là những người thợ lành nghề, kỹ thuật rất là cao. Có thể là những người mà được thuê về điêu khắc, được thuê về từ ở Huế, hoặc là những người miền ngoài thì mới được. Coi mấy cái mộng nè, quay mấy mộng nè. Gáp cái mộng vô mấy mộng vô không nè. Đây nè. Mấy chừng này là nguyên khối nè.
À, những cái trụ lục bình. Ờ, cái lục bình đó. Bằng cái đá không? Anh chia sẻ là hơn cả trăm năm hả anh Tiến? Dạ, cái này trên anh. Trên trăm năm hả? Dạ, ông cố của ảnh. Ồ. Năm đời rồi. Nhưng mà mình về cái cấu trúc á, nó độc lạ chỗ này. Là những cái ngôi mộ được xây bằng gạch á, thì nó bị bào mòn theo thời gian. Cũng hạn, chẳng hạn như ở clip trước hai anh em mình đi. Dạ. Thì nó bào mòn bởi những cái viên gạch nó bị khuyết ra khuyết vô. Còn cái này đá đó, này hơn 100 năm. Dạ. Nhưng mà nó vẫn cấu trúc nó vẫn nguyên vẹn giống vậy. Thì anh có biết đá này là đá gì không anh Tiến? Đá xanh. Đá xanh hả? Đá xanh ngày xưa. Là một loại đá là cũng chất lượng. Dạ. Quay về ngôi mộ đi. Cưng thấy không? Ngôi mộ là được lắp ráp bằng đá không đó. Đá cục không cục miếng gấp lại thành một cái ngôi mộ đó. Vậy là cái tảng hình nhỏ rồi tảng bự trên. Cái hình cái núm mộ ở trên này đó là một cái tảng đá gờ. Ở dưới thì sau khi mà chắc có lẽ là trước đây á, khi ông bà mất thì sau khi mất thì chôn ở dưới xong thì mới chắc chồng những cái tảng đá này lên, đúng không anh? Ừ. Đúng rồi. Rồi sau đó là người ta sẽ đục theo một hình một cái núm gờ như thế này. Người ta mới để lên. Dạ. Và mình có một cái điều mà mình thắc mắc là mình không biết được bên nào là ông và bên nào là bà, đúng không? Dạ, không biết ạ. Không có cái tấm bia. Chắc không phải là có phải là do bào mòn thay rồi theo thời gian hay như thế nào không? Chắc có thể là bên đây thì sẽ có nè anh Hớt. Anh Tiến. Nhưng mà đây là những cái tấm bia tấm liễn này đó. Nhưng mà mình không có biết được. Ở đây là một cái hình bông hồng phải không? À đúng rồi, bông hồng. Hai bên thì chữ Hán hình bông hồng. Ở đây là cái chữ Hán. Và điều đặc biệt á, thì anh Lý hôm qua ảnh có nói cho hai anh em nghe đó, là ở đây nè xuất hiện gắn rất là to và ở theo những cái kẻ này ngày xưa xuất hiện là ở dưới đây không à. Bình thường là anh Tiến nói là anh dọn dẹp cái này anh dọn dẹp, nhưng mà anh Tiến nghe kể là có gắn nên anh Tiến ngại hả? Dạ sợ. Nghe ông bác nói sợ gặp cái dọc dọn gặp cái da gắn á. Đó đúng rồi. Ồ. Nói chung là nơi gặm gạp như thế này thì cái việc mà gắn rất có là điều hiển nhiên, đúng không anh Tiến? Dạ. Nhưng mà anh em mình cũng phải cẩn thận. Mình nên là không dám đi nghe anh. Tại em có 3-4 người mới đi nghe chứ mình nên là sợ lắm. Hàng năm thì chủ nhà có ra đây để mà trùng tu rồi lại, để quét dọn đồ lại không? Có anh. Mấy ngày thanh minh là mấy ông dọn dẹp hết trơn luôn. Dạ. Mà có cho sạch hết. À, chỉ vào ngày thanh minh thôi nên thành thử ra là cái lượng dây leo á còn rất là nhiều. Dạ. Chúng ta nhận thấy nè, theo chia sẻ này là hôm qua em bứt mấy cọng dây cọp mấy cái cỏ em lôi xuống đó, những cái mái dòm trống á, những cái mái dòm hai mái và đục rất là tinh vi theo cái kiểu mà kiến trúc ngói đó. Dạ. Mái ngói đó mà một lớp hai lớp. Em ấn tượng nhất là những cái ngôi mộ cổ đều làm cái cổng vào á. Dạ. Nó đều thấp hơn so với người của mình, đúng rồi. Điều đặc biệt là nguyên một cái tảng lớn này ở đây là ghề nhau bằng cái mộng để kết lại. À đúng rồi. Nè, cái mộng nè, tới đây nè. Cái cổng nè, cái vị dòng thành nè, tới trên đây nè. Ở đây có mộng gấp lại. Một tảng đá mà nguyên khối như thế này thì sức của nó là khoảng hơn 100 kg. Đục ra xong thì còn mới còn được như thế này. Gấp vô thế này. Để mà xây được cái nhà mồ như thế này mà em ước lượng về cái khoảng thời gian để mà đục đẽo luôn á, thì chắc khoảng cần, nếu như mà theo công nghệ ngày xưa thì chắc khoảng là 1-2 tháng đến có thể là nửa năm cũng không chừng. Mà ngày xưa thì ta làm cực kỳ chất lượng. Dạ. Tục hay là mấy cái mộng vô mấy cái mộng khéo. Dạ. Đá mà vô mộng. Thôi chắc có lẽ là tại vì mình mấy anh em mình đến đây, cảm ơn anh Tiến đã giới thiệu cho em về một cái ngôi mộ cổ mà có kiến trúc rất là độc đáo của ông bà xưa, mà những cái hình hoa văn rất là tuyệt vời như thế này. Dạ. Đến đây thì mình chủ yếu là mình thăm viếng cũng như là hiểu thêm về cái kiến trúc của cái người đi trước. Cảm ơn anh Tiến rất là nhiều ha. Dạ. Dạ. Okay, xin chào cô bác quý vị và hẹn gặp lại ở video clip.